Thưa các bạn, trong thời gian cách ly mùa dịch bệnh, đa số mọi người hạn chế ra đường và tranh thủ làm việc tại gia. Nhưng chạy đường nào cũng không thoát. Ra đường thì sợ corona, còn ở nhà thì dính chưởng karaoke kéo kéo từ ông hàng xóm. Ôi trời ơi, tôi nghĩ tôi phải kêu cứu vì sự tra tấn điên cuồng của vấn nạn karaoke bất kể giờ giấc này. Thời điểm trước khi hàng quán có lệnh đóng cửa vì dịch corona, thì âm lượng quá mức của việc hò hét nơi các quán karaoke đã gây nên bức xúc cho mọi người. Gần chỗ tôi có điểm kinh doanh tiệc cưới ngoài trời, mà tiệc nào thì cũng có hát. Để thu hút khách hàng, họ trang bị cho rạp cưới những dàn loa công suất khủng, âm thanh lộn xộn của đám tiệc và các giọng ca vượt không gian lẫn thời gian, vang động cả một vùng có bán kính tới hàng km. Vào mùa cưới, trong một ngày có vài đám nối tiếp nhau, coi như dân vùng đó khốn khổ khốn nạn vì bị tra tấn bởi các ca sĩ nửa mùa lẫn nghiệp dư từ sáng đến tối. Con nít thì không thể học bài, người già không được yên tĩnh nghỉ ngơi, người làm việc văn phòng gần đó thì tâm thần bấn loạn. Nếu có đám hát kéo dài tới 12 giờ đêm thì coi như sáng hôm sau mọi người chung quanh trắng dờ hai con mắt, vật vờ vật vưởng như zombie vì mất ngủ. Đâu chỉ có thế, các quán nhậu trong vùng thấy vậy cũng bèn bắt chước nhau trang bị các dàn loa kéo kéo rẻ tiền để phục vụ nhu cầu cho các đệ tử lưu linh xả hơi rượu một cách cơ động nhất có thể. Nếu có hai quán gần nhau cùng hoạt động nghệ thuật cùng lúc thì sự hỗn tạp và xung đột của âm thanh trở nên vô cùng hỗn loạn khủng khiếp. Nếu có các bệnh nhân tâm thần nào vô phúc đang ở gần các nơi này, tôi nghĩ họ sẽ trở nên điên loạn đến mức có thể nhảy lầu tự tử cho rồi. Thời gian gần đây, việc phổ cập karaoke kẹo kéo đã lan tới từng căn nhà trong từng ngõ ngách. Một chị bán tạp hóa ế khách cũng chiều chiều bưng loa thùng rồi bật cái smartphone ra than vãn cho cuộc tình đau thương 30 năm trước. Giọng ca miễn phí của chị thì thôi rồi, nó vang rền cả xóm, khiến cho những ông bà già mắc chứng tăng huyết áp hay nhồi máu cơ tim không thể nào nghỉ ngơi vì tâm can rụng rời loạn nhịp. Theo Wikipedia, ô nhiễm tiếng ồn ảnh hưởng đến sức khỏe và hành vi của con người. Âm thanh nhiễu tác động xấu đến sức khỏe tâm lý, tâm thần. Ô nhiễm tiếng ồn có thể gây tăng huyết áp, căng thẳng, ù tai, giảm thính lực, rối loạn giấc ngủ và vô số tác hại khác. Âm thanh sẽ trở thành không mong muốn khi chúng cản trở những hoạt động bình thường của con người, như trò chuyện, nghỉ ngơi, học tập. Chúng làm giảm chất lượng cuộc sống của người bị tác động. Tại Việt Nam, đã có xảy ra nhiều vụ xung đột gây án mạng chết người vì hát karaoke quá to. Từ một người lao động bình thường, bỗng biến thành thủ phạm giết người vì tiếng hát ồn ào từ nhà bên cạnh vượt ngưỡng chịu đựng của họ. Luật bảo vệ môi trường năm 2014 của chính phủ có quy định các mức xử phạt hành chính hành vi gây tiếng ồn trong khu dân cư vượt quá giới hạn cho phép. Hát karaoke quá lớn ngoài khung giờ quy định có thể bị phạt tiền từ 1 triệu đến 160 triệu đồng tùy theo mức độ vượt ngưỡng của âm thanh. Bàn về các giọng ca vô tiền khoáng hậu của những ca sĩ đột xuất này, người ta hỏi tại sao họ thích hát như thế. Có lẽ trong cuộc vui chén chú chén anh, nhờ men rượu giúp đỡ nên họ trở nên hưng phấn khác thường. Có khi họ nức nở cảm thương, hát tặng cho bà vợ lem luốc ở nhà đang đầu tắt mặt tối vì đám con nheo nhóc, cho họ rảnh rang đi nhậu. Hay trong khi nhậu, họ bỗng trở nên mũi lòng than khóc cho cuộc tình dang dở vì người yêu bỏ đi lấy chồng. Cũng có khi họ hát buồn cho thân phận cu li cu leo nghèo khó của chính bản thân. Có anh thì rống lên cảm thán tiếc nhớ cho kiếp trước của mình đã từng là ca sĩ. Vài ông ma men thì ăn no rững mỡ, tranh thủ hát tặng cho một em gái cùng bàn mới quen
cầu mong gả được cuộc tình chớp nhoáng trong một vài nốt nhạc. Cả đống lý do khiến cho dân nhậu đua nhau hò hét. Tai họa này ngày một nhân rộng ra, bỗng như từ trên trời giáng xuống. Thời mắc dịch, dân cuồng hét không thể ra đường vô quán, bèn quay về nhà hoạt động tại gia. Các bàn nhậu kết hợp loa kẹo kéo giả chiến đã biến tư gia thành quán nhậu. Các cuộc khủng bố âm thanh bất kể ngày đêm này bắt đầu gây sát thương nghiêm trọng cho cuộc sống cư dân trong cộng đồng. Từ nhà phố, ngõ hẻm, ngay cả trong chung cư, đâu đâu cũng nghe loại rác âm thanh này tra tấn. Không phải ban ngày mà ngay cả ban đêm, và lúc tinh mơ cũng nghe vang rền tiếng hát. Ôi, còn đâu bình minh yên tĩnh. Mà trời đất ơi, phải chi họ hát hay cho cam, cũng đỡ cho lỗ tai của đám thính giả hàng xóm bất đắc dĩ như chúng ta. Họ gào lên đủ thể loại, từ viễn cảnh em ơi 60 năm cuộc đời, rồi kêu gào túp lều lý tưởng của em và của anh, mau mau vào em ơi, cho đến than van dụ dỗ phận là con gái chưa một lần yêu ai. Cuối cùng chốt hạ, thà là bỏ đi hết, ta làm lại từ đầu. Nghe họ hò hét mà tâm hồn ta bấn loạn, tinh thần ta sa sút. Tôi là một người làm việc bằng trí óc, con tôi cũng cần học để khỏi quên bài vở trong kỳ nghỉ trốn dịch bất đắc dĩ này. Nhưng xem ra thất bại rồi mọi người ạ. À, mấy bữa nay tôi thấy thằng con tôi lẩm nhẩm hát: ước gì nhà mình chung vách, anh khoét tường để đến với em. Trời đất ạ, cứu tôi với. Luật không cấm hát, chỉ là không được hát quá 10 giờ đêm. Nhưng hát ở đâu, trong điều kiện nào, mọi thứ đều có ghi rõ trong luật hết á. Karaoke không được gây tiếng ồn trong khu dân cư. Muốn hát phải có cách âm theo tiêu chuẩn. Nhưng mọi người nghĩ coi, có nhà ở của thường dân nào mà được làm cách âm không? Cái bàn nhậu bằng nhựa với vài xỉ đế và mồi là xoài me cóc ổi, cộng thêm cái loa kẹo kéo do China sản xuất có giá từ 500k đến một chai là thành ra quán hát. Tiền đâu mà trang bị phòng cách âm, với lại ngồi nhậu và họ hát ngoài hiên cho nó mát, chui vô phòng kín làm gì cho bí. Hát ngoài trời để cho nhân dân được thưởng thức giọng ca trời đánh của tôi chứ. Thiệt là hết nói nổi. Khẩn cấp lắm rồi, tôi cầu mong chính quyền sớm có biện pháp hạn chế cái vụ đại chúng hóa thể loại karaoke kẹo kéo này. Chúng ta là người bình thường cũng có quyền được hưởng sự bình yên tối thiểu, để có điều kiện được sống, học tập, làm việc và nghỉ ngơi. Nhà nước cần nghiên cứu thêm về điều kiện, thời gian và địa điểm phù hợp cho việc hát karaoke có loa khuếch đại, để luật hóa và kịp thời xử lý các vi phạm nguyên tắc cộng đồng cho nhu cầu này. Chưa nói đến việc vi phạm quy định tập trung đông người trong mùa dịch. Ai muốn hát thì làm ơn làm phước, chui vô phòng kín mà hát. Đừng tự biến giọng hát trời đánh của mình trở thành rác thải tiếng ồn, gây hại cho người khác. Đó là lòng tự trọng, là biểu hiện văn minh tối thiểu khi sống trong cộng đồng. Hãy tôn trọng quyền riêng tư của mọi người. Đó là văn hóa của một công dân tốt. Phải không các bạn?